Rồi. Hôm nay lại tiếp tục quay trở lại với anh em những clip mới để giới thiệu cho các anh em yêu về audio, yêu chế độ. Thì thật sự là cùng cảm ơn tất cả anh em mọi miền Tổ quốc đã có cùng cái đam mê và chia sẻ giống em. Thì nay nhân làm một cái clip mới thì trước khi chia sẻ về clip thì cũng có tâm sự đôi lời với anh em rằng là thực ra trên cái cộng đồng mạng hiện nay thì cũng rất rất nhiều loại người. Đấy, có người này người kia. Thật sự là có rất là nhiều cũng phải nói là rất nhiều người quý mến mình. Có rất nhiều người cũng thích cái đam mê giống như mình, cũng thích cái cách chia sẻ như của mình. Nhưng cũng đại đa, đó là đại đa số thôi, nhưng cũng có những người thì cực ghét mình. Đấy, chứ không phải đâu. Cái gì nó cũng có hai mặt. Có người thương, người ghét. Đấy, cho nên là mình cũng phải chia sẻ với anh em rằng nhất là khi mình làm những cái clip này, mình vẫn luôn luôn nhấn mạnh với mọi người rằng là mình không phải cửa hàng buôn bán, không cửa hiệu cửa hàng, không shop bán hàng gì cả. Mình có việc chính của mình. Mình làm IT, mình làm bên mảng giáo dục. Mình không đặt nặng vấn đề buôn bán ở đây. Nhưng tất nhiên trong cuộc sống, ai cũng có những cái cách lao động để kiếm tiền khác nhau. Mình thì mình làm theo đam mê và chia sẻ. Cho nên đại đa số thì rất là nhiều người quý mến, nhưng cũng đại đa số cũng có thể là người ta ghét. Đấy, cái đó thì không tránh khỏi. Người thương người ghét không thể tránh khỏi. Mình cũng tâm sự rằng là có những người chơi thân với mình, họ cũng chia sẻ lại là chú làm thế nào cho trên mạng cũng có mấy người là rất là ghét chú đấy. Thì em cũng phải nói luôn là nhiều khi gãi đúng chỗ ngứa của người ta mà, cho nên người ta ghét mình thì chịu, chuyện bình thường. Đấy, mình thì mình phải nói luôn là mình làm video, mình chia sẻ clip thì phải nói rằng cũng một phần là vì đam mê. Đấy. Thì nói tiếp cho anh em. Để cho xong chuông đồng hồ này anh em nhé. Đây, thì có nhiều người anh em chưa thân với mình cũng có tâm sự lại với mình rằng là có một số đồng chí trên mạng là rất là ghét chú đấy. Thì em biết mà, rồi rồi trên mạng thì nói thật là em lạ gì. Ở đời không có ai ngu, không có ai dại cả. Ai làm gì người ta đều biết. Nhưng mà cái quan niệm sống của từng người, không ai giống ai. Mình thích cái gì thì mình làm, miễn sao mình không đi lừa đảo người khác là được. Còn mình làm ở đây mang tính chất là đam mê, thì mình làm xây dựng clip, phát triển kênh Sơn Loa Audio để mình chia sẻ tới những anh em có cùng đam mê. Phải nói rằng là mình không phải tự hào. Mình anh em, nhiều anh em cứ nói thằng này nói chuyện rất là nổ. Ok, nổ cũng được. Chém gió mà, cho vui. Ai thích thì chơi. Ai có cùng cái sở thích như mình thì chơi. Bắt tay nhau cùng chơi, chơi với nhau lịch sự. Chứ chả có gì ràng buộc cả. Còn mình cũng hay nói vui với anh em rằng là nhiều khi mình chia sẻ những clip này thì cũng có đại đa số người ghét đấy. Nhưng mà cũng ngược lại, có rất nhiều người thích và rất nhiều người học hỏi được rất nhiều điều sau khi mình chia sẻ những clip của mình. Đấy, cái gì có mặt trái mặt phải. Còn mình thì luôn nhấn mạnh rằng mua bán không thành vấn đề. Mua hay mua không quan trọng. Quan trọng là anh em ủng hộ, đăng ký kênh, chia sẻ với bạn bè để kênh ngày một phát triển. Mình mục tiêu là mình chia sẻ những clip hàng ngày theo cái đam mê của mình để kênh của mình ngày một phát triển lên, để cho anh em mọi miền Tổ quốc có cùng cái hứng thú chơi audio, anh em đều đến được với nhau một cách đam mê. Câu nói thật, mình mua bán không quan trọng đâu. Anh em không cần mua nhé. Mình nói thẳng luôn, những anh em nào mà tính mình rất khù khoắm và rất thẳng tính và thẳng khái, mình nói thẳng luôn, anh em lăn tăn đặt nặng vấn đề tiền bạc lên hàng đầu thì mình nói thẳng luôn, mình không bán. Có nhiều trường hợp chat Zalo hay là nói chuyện với mình mà mình nghe không lọt tai, mình từ chối hẳn luôn, mình không hợp tác. Đó, cho nên là mình nói thẳng luôn, mua bán không thành vấn đề. Mình không phải đăng lên đây để quảng cáo PR để bán được hàng, mình không làm điều đấy.
mình đến với mình là mình nói thật, mình cũng rất tự hào là rất nhiều anh em thương và rất nhiều anh em đến với mình bằng một cái niềm đam mê thật sự. Đó là những người đam mê thật sự, họ không đặt nặng vấn đề tiền bạc. Mình có thể làm những sản phẩm bằng chất xám của mình, bằng những cái chế độ của mình, mình có thể bán đắt hơn mọi người, họ vẫn cứ mua, họ vẫn cứ ủng hộ đấy. Chứ cũng không nhất thiết là ông cứ phải bán rẻ hơn là người ta mua đấy. Đến với nhau là đến với cái tinh thần đam mê, chia sẻ và mang cái tính chất là không, người ta hay gọi là không ghen ăn tức ở. Ông làm như thế nào kệ ông, tôi làm thế nào kệ tôi, miễn sao tôi làm theo cái đam mê sở thích của tôi làm, tôi không lừa đảo gì ai. Ai thích thì họ tự kết nối, họ tự mua. Họ có thể mua cái đồ này dăm 7 triệu, đồ này dăm 700, chuyện quá bình thường đối với họ. Miễn sao là họ cảm thấy thích, họ cảm thấy ưng thì họ ủng hộ. Đấy, thì hôm nay em chỉ tâm sự với anh em đôi lời để anh em biết được rằng là trên cái cộng đồng mạng mà đại đa số người, rất nhiều thể loại người, người này người kia, ta không tránh khỏi được cái sự người này ghét, người kia thương. Đấy, cho nên ta không tránh khỏi. Nhưng cái điều đó cũng không quan trọng bằng cái quan trọng là ta làm theo cái niềm đam mê của ta, có đại đa số người ủng hộ ta là được. Đấy. Chứ có gì đâu. Làm theo đam mê, hưởng theo thành quả. Không có gì là khó khăn cả. Đấy, nói chung là tâm sự với anh em hơi dài dòng trong clip. Thì tiếp theo đây em giới thiệu cho anh em. Em vẫn luôn nhấn mạnh với anh em rất rất nhiều clip trước đó là gì? Cái tên sản phẩm là chính là do em đặt ra chứ chả có ai đặt ra ở đây cả. Đầu CD ô tô là em phải tự hào là em cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong đầu CD ô tô. Từ cái ngày bùng nổ phong trào chơi đầu CD ô tô em đã làm rồi. 7-8 năm nay rồi. Cho nên là em rất tự hào và rất nhiều kinh nghiệm. Còn các sản phẩm tại Sơn Loa Audio, tại kênh của em đều là những cái tên em đặt ra. Và những cái tên đó nó quá nổi tiếng cho nên rất nhiều người lấy tên đặt lại. Rồi xin lỗi anh em nghe điện thoại tí đấy nhá. Hẹn anh em clip sau.